Xin chào, tôi tên là Phạm Thanh Phương, là người sáng lập và điều hành công ty cổ phần đào tạo Chumi. Công ty cổ phần đào tạo Chumi là một công ty chuyên đào tạo tiếng Anh giao tiếp dành cho đối tượng người đi làm và sinh viên chuẩn bị ra trường. Với sứ mệnh đào tạo và giúp người Việt có thể sử dụng tiếng Anh như là một ngôn ngữ thứ hai ở tại đất nước Việt Nam, trở thành một trong những quốc gia sử dụng tiếng Anh là một ngôn ngữ chính thức bên cạnh quốc gia Singapore và Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Khát khao của tôi là mang lại những giờ học thật bổ ích, thật giá trị và giúp cho những ai cảm thấy e sợ về khả năng ghi nhớ và khả năng tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Anh của mình sẽ cảm thấy vô cùng tự tin và thoải mái khi học thứ ngôn ngữ rất tuyệt vời này. Hôm nay là ngày làm việc trở lại đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Và tôi có một cái cuộc hẹn với lại thầy của mình tại nhà của thầy. Và tôi đã đến học thầy rất là nhiều điều vào buổi sáng ngày hôm nay. Và cái công tác đầu tiên sáng hôm nay tôi đến là tôi đã tổng kết lại một năm chặng đường đã đi qua của mình năm 2017, tâm sự cùng thầy và đặt ra những mục tiêu cho năm 2018. Và tôi đã chia sẻ với người thầy của tôi rằng thành quả, thành tựu lớn nhất của tôi trong năm 2017 đó chính là đã gặp được thầy. Chính thầy đã là người giúp cho tôi bước ra khỏi những cái dây nhợ mắc xích rất là nhiều, những khó khăn mà tôi đang gặp phải trong vấn đề kinh doanh và trong cuộc sống. Sự gặp gỡ với thầy là một điều tình cờ nhưng lại mang lại cho tôi rất là nhiều những giá trị hiện tại, rất là nhiều những niềm vui hiện tại mà tôi đang có về cuộc sống, về gia đình, về kinh doanh, về tài chính. Tất cả mọi thứ đều thay đổi khi tôi gặp thầy. Lần đầu tôi gặp thầy thì tôi gọi thầy là anh, vì tôi và anh quen nhau trong một lớp học. Tại lớp học đó tôi không hề biết rằng anh sẽ là một người thầy của mình về sau. Mọi trao đổi và mọi thảo luận với anh tôi đều gọi anh là anh, và anh là một người vô cùng khiêm tốn. Anh tỏ ra vô cùng hiền lành và khiêm tốn, và tôi không hề biết rằng trong anh là một cái khối kiến thức khổng lồ mà tôi có thể học được từ anh. Lại một lần nữa, sau khóa học tôi vô tình gặp lại anh ở tại sân bay từ Hà Nội đáp về Sài Gòn. Sau khóa học vào lúc 8 giờ tối ngày hôm đó, tôi còn nhớ rõ, vào một buổi tối tháng 4. Và sau cái cuộc gặp gỡ ở tại sân bay một cách tình cờ đó, thì tôi được biết anh là giám đốc của một trung tâm đào tạo, và anh đã đào tạo ra hàng loạt những con người thành công trên đất nước Việt Nam này. Và không có lý do gì tôi lại không bước theo anh để được học khối kiến thức khổng lồ từ anh và được thay đổi chính con người mình và những người xung quanh mình từ anh. Tôi gọi là anh bởi vì lần gặp đầu tiên tôi đã gọi anh là anh, và sau đó những lần gặp tiếp theo tôi vẫn gọi tiếp là anh. Thế nhưng sau một khóa học 2 ngày của anh thôi, và mọi lời gọi bằng anh nó được thay đổi ngoắt theo cái cách mà mọi người vẫn đang gọi anh. Tất cả mọi người đang đi theo anh đều gọi anh là thầy, nhưng anh thì chưa từng bao giờ xưng là thầy với bất cứ ai. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Tôi luôn luôn kính trọng, tôn trọng và biết ơn anh như một người thầy vĩ đại của mình. Cảm ơn anh thật nhiều. Anh là một người thầy tuyệt vời, thật tuyệt vời vô cùng tuyệt vời mà em có trong cuộc đời. Cảm ơn anh, cảm ơn người thầy tuyệt vời của em. Thầy mãi mãi là một người thầy tuyệt vời nhất đối với em. Cảm ơn thầy Nguyễn Thái Duy. Thầy Nguyễn Thái Duy của em có một quyển sách rất là tuyệt vời mọi người ạ. Quyển sách đầu tay của thầy, và quyển sách đó đã là một tặng phẩm khi tôi gặp thầy ở tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội, và hai vợ chồng mình đã được anh Nguyễn Thái Duy, thầy Nguyễn Thái Duy ký tặng quyển sách đầu tay mang tên là Vượt Biển Lớn. Và chính quyển sách ấy khiến cho một người không thích đọc sách như là chồng của mình, anh đã đọc quyển sách rất nhanh chóng, trong vòng 2 ngày là đã hoàn thành nguyên cả một quyển sách.
Và sau đó mình hỏi ông chồng mình chứ rằng là sách sao anh, và anh chỉ có một câu duy nhất rằng em đọc đi, hay lắm. Và chỉ trong một buổi tối, một đêm đó, mình đã hoàn thành việc đọc hết từng dòng một trong trang sách của thầy Nguyễn Thái Duy, và từng chia sẻ của thầy, từng cái vấn đề mà thầy đã từng gặp trong cuộc sống của thầy đã chạm đến trái tim của mình, và mình đã thật sự có kết nối với thầy từ ngày hôm đó và trở thành một học trò của thầy để được học rất rất là nhiều điều từ thầy. Một lần nữa em cảm ơn thầy Nguyễn Thái Duy, và em muốn gửi đến món cái video này như một lời cảm ơn chân thành, vô cùng chân thành từ đáy lòng của một học trò đến thầy Nguyễn Thái Duy. Chúc thầy và gia đình luôn hạnh phúc và công tác lan tỏa, truyền động lực và giúp cho những bạn khởi nghiệp bước ra, bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình, sự nghiệp mang lại giá trị cho cuộc đời của mình ngày càng được rộng rãi, và có nhiều người biết đến thầy Nguyễn Thái Duy nhiều hơn, để sẽ có nhiều hơn những con người thành công trên đất nước này. Cảm ơn thầy Nguyễn Thái Duy.